Giáng sinh sắp đến và tôi có những câu đố vui về kỳ nghỉ đông dành cho bạn đây. Hãy bắt đầu với một vài ảo ảnh quang học để rèn luyện đôi mắt của bạn nhé. Đầu tiên, hãy nhìn vào cây hình khối này. Các hình khối quay theo hướng nào? Thực ra là cả hai hướng, tùy thuộc vào cách bạn nhìn. Hãy dành thời gian của bạn và cố gắng nhìn các khối quay theo cả hai hướng nhé. Và trong ảo ảnh này, bạn có thể thấy 7 cây kẹo. Bạn có cho rằng chúng được sắp xếp song song không? Các đường chéo khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Rõ ràng là các cây kẹo trông có vẻ như không song song, nhưng thực ra là có. Nếu bạn không tin tôi, hãy lấy thước kẻ và tự mình kiểm tra xem. Một câu hỏi khó khác dành cho bạn. Bông tuyết màu đỏ nào lớn hơn, bông tuyết ở trên hay bông ở dưới? Lại là một câu hỏi mẹo nữa. Chúng có cùng kích thước, đó là ảo ảnh quang học khiến bạn nhìn chúng khác đi. Đây là một món quà được gói, món quà ở trong góc hay món quà bị thiếu một góc? Một lần nữa, nó có thể là cả hai, hãy thử xem nhé. Có cách nhìn thứ ba nữa, hai món quà, một lớn và một nhỏ đặt cạnh nhau. Bây giờ, bạn thử đoán những bộ phim về ngày lễ được mã hóa bằng biểu tượng cảm xúc thì sao? Tôi sẽ cung cấp cho bạn các bộ biểu tượng cảm xúc và tất cả những gì bạn phải làm là đoán xem chúng đại diện cho bộ phim nào. Bắt đầu thôi, đây là bộ phim đầu tiên. Một con quái vật màu xanh lá cây với một chú chó. Đó chắc chắn là Grinch duy nhất. Vậy bộ phim là The Grinch. Được rồi, làm tốt lắm. Đây là câu tiếp theo, một kỳ nghỉ kinh điển khác. Vâng, đó là bộ phim Ở nhà một mình mà chúng ta ai cũng yêu thích. Câu này khó hơn một chút, nhưng tôi nghĩ bạn có thể giải được. Đúng vậy, đó là kẹp hạt dẻ. Các câu tiếp theo sẽ càng ngày càng khó hơn. Bạn có thể đoán ra đây là bộ phim gì không? Tất nhiên là The Polar Express. Bạn đã xem bộ phim này chưa? Còn câu này thì sao? Bạn có nhớ ra điều gì không? Đó là The Nightmare Before Christmas, ác mộng trước Giáng sinh của Tim Burton. Và đây là câu cuối cùng, bạn có nhận ra bộ phim nào không? Chà, khá là hiển nhiên, một yêu tinh ngày lễ chỉ có thể đại diện cho một bộ phim kinh điển khác, yêu tinh. Được rồi, giờ chúng ta chơi trò liên quan đến ông già Noel nhé. Một số thiếu niên không còn tin vào ông già Noel nữa, vì vậy họ không buồn viết bất kỳ lá thư nào kèm điều ước để gửi cho ông già Noel nữa. Tuy nhiên, ông già Noel thật sự muốn mang quà đến cho các em. Ông đã cử một số yêu tinh của mình đến quan sát các thiếu niên và xác định xem món quà nào sẽ khiến mỗi người trong số các em cảm thấy hạnh phúc. Bạn có thể giúp các yêu tinh tìm ra điều đó không? Được rồi, đây là căn phòng đầu tiên Poppy sống. Món quà nào sẽ phù hợp nhất với cô bé? Có vẻ như cô bé thích các cuộc thi sắc đẹp và trang điểm, nên một bộ trang điểm sẽ rất phù hợp. Bạn có nghĩ vậy không? Đây là phòng của Arwen. Món quà tốt nhất có thể dành cho cô bé là gì?
Từ tất cả các áp phích trên tường, có thể thấy cô bé thích trượt ván. Và cái gì ở ngay đó, trong góc phòng? Một chiếc ván trượt bị hỏng. Chắc chắn cô bé muốn có một chiếc ván trượt hoàn toàn mới, nên đó là món quà tuyệt nhất dành cho Awen. Người tiếp theo trong danh sách các yêu tinh là James. Đây là phòng của cậu. Điều gì có thể giúp bạn quyết định món quà nào là phù hợp nhất không? Có vẻ như cậu ấy đang chơi cho đội bóng rổ của trường. Vậy một quả bóng rổ thì sao? Khá tuyệt đấy. Người tiếp theo là Liad. Đây là phòng của cô bé. Bạn nghĩ ông già Noel nên tặng cô bé thứ gì? Hãy nhìn xung quanh, có một cuốn sách cạnh giường cô bé và hàng trăm cuốn sách nằm trên kệ. Tôi cá rằng Liad là một mọt sách chính hiệu, nên tặng cô ấy một chồng sách sẽ là một ý tưởng hay. Vấn đề là quyết định xem cô ấy chưa đọc cuốn nào. Và đây là người cuối cùng các yêu tinh đến thăm hôm nay. Nè, bạn nghĩ món quà nào phù hợp cho cậu bé? Chà, Nê rõ ràng là một nghệ sĩ, nên một số đồ dùng nghệ thuật sẽ phù hợp với cậu bé, phải không? Được rồi, bạn làm tốt lắm. Thêm một vài câu đố thì sao? Bạn có thể tìm thấy chúng tôi trong cả truyện Harry Potter và Chú Tể Những Chiếc Nhẫn. Không có chúng tôi, sẽ không có quà trong những ngày nghỉ lễ. Chúng tôi là ai? Yêu tinh, tất nhiên rồi. 24 cánh cửa, mỗi ngày là một điều bất ngờ. Niềm vui ẩn chứa khi đếm ngược vào tháng 12. Vậy nó là gì? Đó là một bộ lịch mùa vọng. Tôi có hai màu, tôi có vị bạc hà và ngọt ngào. Vậy nó là gì? Đó là một cây kẹo. Đường và gia vị trong các bức tường thật ngọt ngào. Tôi làm món ăn có thể ăn được nào? Một ngôi nhà bánh gừng. Tôi rơi xuống vào mùa đông nhưng không bao giờ bị thương. Tôi là gì? Tất nhiên đó là những bông tuyết. Và đây là câu cuối cùng. Bạn có thể cầm tôi và thậm chí lắc tôi, nhưng tôi rất dễ bị gãy. Tôi có rất nhiều tuyết, nhưng tất cả đều là giả. Tôi là gì? Đó là một quả cầu tuyết. Đó là kỳ nghỉ đông và Esme đi dạo trong rừng. Và rồi, như thường lệ, cô ấy bị lạc. Vui mừng thay, cô tìm thấy ngôi nhà của mụ phù thủy, bước vào, vuốt ve một con mèo và nhờ mụ phù thủy đưa cô về nhà. Nhưng mụ phù thủy sẽ không làm điều đó mà không có gì đổi lại. Tôi sẽ thả cố đi nếu cô giải được một câu đố. Hãy nhìn xem, tôi có 4 con ếch. Đây là tên của 3 con ếch: Carol, Evie và Christina. Tên của con thứ tư là gì? Alice, James hay Holly? Bạn có thể giúp Esme được không? Có vẻ như tất cả tên của những chú ếch của phù thủy đều theo chủ đề về kỳ nghỉ đông. Vì vậy, tôi cho rằng tên của con ếch thứ tư là Holly. Vào một đêm trong năm, ông già Noel rời căn cứ của mình ở Bắc Cực và đi khắp thế giới để tặng quà. Ông ấy đi theo hướng nào đầu tiên? Ông già Noel sống ở Bắc Cực, vì vậy dù đi đâu, cách duy nhất để đi từ đó là về phía Nam. Buổi sáng Giáng sinh, Emma chạy vội xuống để xem quà của mình.
nhưng còn có một lá thư từ ông già Noel. Trong đó ghi: Emma thân mến, năm nay cháu khá ngoan, nhưng ông không thể bỏ qua vài điều mà cháu chưa làm tốt lắm. Ông biết cháu sẽ ngoan hơn vào năm sau. Năm nay ông để lại cho cháu một món quà, nhưng cháu cần phải đi tìm nó. Nếu cháu mở nhầm, mọi thứ sẽ biến mất, vì vậy hãy cẩn thận. Món quà của cháu được gói trong giấy gói màu trắng, không có ri băng đỏ và nó không hề nhỏ. Chúc cháu kỳ nghỉ lễ vui vẻ, ông già Noel. Bạn có thể giúp Emma tìm món quà của cô ấy không? Nó ở ngay đây này, màu trắng, ri băng vàng và rất to. Noli bị ám ảnh bởi những ngày lễ và hàng năm cô muốn thực hiện nhiều hoạt động Giáng sinh nhất có thể. Bạn có thể tìm thấy tất cả đồ vật liên quan đến ngày lễ trong nhà cô ấy không? Hãy bắt đầu với phòng ngủ. Bạn cần tìm một ngôi nhà bánh gừng, một cây kẹo, một bộ trang phục Grinch, một ít giấy gói và những bông tuyết bằng giấy. Tất cả đều ở đây, bạn đã tìm thấy tất cả chúng chưa? Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang phòng khách. Nó cũng khá lộn xộn nên bạn cần phải chú ý thật kỹ. Bạn có thể tìm thấy một chiếc tất, một cây thông Noel, đèn Giáng sinh, kẹp hạt dẻ và cây trạng nguyên không? Chúng đây rồi. Bạn đã tìm được bao nhiêu món đồ rồi? Khi cô Miller đi làm về, cô nhận thấy những món quà mà cô chuẩn bị cho con gái được sắp xếp khác hẳn. Chắc chắn có ai đó đã lẻn vào nhìn họ. Bây giờ cô quyết tâm tìm ra đó là ai. Vì vậy, cô hỏi các con gái xem có ai đến phòng mình ngày hôm đó không. Diana nói, con không đến đó, con bận trang trí cây thông. Mia nói, còn con bận trang trí ngôi nhà. Jessica nói, con không đến đó, con cũng đang đắp người tuyết ở bên ngoài. Ai trong số họ đã nói dối? Đó chắc chắn là Jessica, bên ngoài không có người tuyết, thậm chí còn không có dấu chân nào ở sân sau, nên đã lâu rồi không có ai ra đó. Tình huống tương tự cũng xảy ra với bạn của cô Miller là cô Jones. Cô Jones có 3 người con trai và cô nhận thấy có ai đó đã lẻn vào xem quà khi cô đang đi mua sắm. Đây là những gì các con trai của cô đã nói. Jack nói, con đang bận gói quà cho mọi người, chúng đây. Noah đưa những chiếc bánh quy mà cậu đã làm. Con đã nướng những chiếc bánh quy này suốt thời gian qua và chưa bao giờ rời khỏi bếp. David nói, con đang ở bên ngoài dọn đường. Ai trong số họ đã lẻn vào phòng? Những món quà thực sự đã được gói, bánh quy đã được làm và đường lái xe thực sự sạch sẽ. Nhưng hãy nhìn xem, những chiếc bánh quy đã bị cháy. Nếu Noah thực sự chăm chú nướng bánh thì điều đó đã không xảy ra. Có lẽ cậu ấy đã lẻn ra ngoài để xem quà nên bánh quy bị cháy một chút.